Cho nên Đức Phật Tổ á, khi đắc đạo rồi nó phá ngày không được, cho nên nó mới cố quán phá đời mãi mãi. Thì suốt đời nó tính nó phá rồi, nó phá ngày không được, phá để tử ngày cho quậy hết. Bởi vậy ráng niệm Phật, niệm cho tà quỷ vậy thì ráng ra, ráng niệm Phật diệt đó, lấy cái gương trí huệ mà chặt đó. Chứ không thôi là dấp dáng, dấp nhữ ra được, nó kéo hết. Gương trí, trí huệ. Gương trí huệ. Cái trí là sáng, bởi vì ông nói khắp thế giới cửa nhà tan nát hết con ơi, cùng gom đàn thưa thớt quẩn hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại khắp đê xứ, biến di thương hải dùng phép màu lập đại thượng cơ, diệt thiên cơ phùng tỏ hết trơn. Ông nói trước hết trơn rồi hết. Nó bây giờ vẫn hay nói qua cái này nè, tại là gì con cũng chưa nắm được. Ông nói trừng qua nó, trừng quê nó rụng và nước tràn năm châu, con thấy à. Quê là gì con biết không? Quê là quê kỳ. Cái cơ trời, cái mái trời định không bao giờ chạy khỏi con. Bây giờ phải viên dũng đó, từ tí chỉ hại biết con mai chịu. Cho tôi rất khỏi ấy thì trời cho rất cả một tình trời thôi. Mặc tình tung bụi nghỉ thôi, hạm ơn năm Tết chiều mai cũng thật. Còn sâu chung dân cho khá cởi sâu rồi đã nói hai chừng nó nhọn đó đâu để mình nó quật giữ đó thôi, nó quật cả thế giới luôn, khắp thế giới biến di biến là mất, biến di là không còn ở chỗ. Phương Hải dùng phép màu lập lại thứ mất khắp trong thế giới, còn đâu có Phật mau mau cái kiếp chuyển thần chúng sanh còn có lập thân hội này, có một hội này muôn năm chỉ có một lần này thôi. Đức Ngọc Hoàng á đại ăn xá chúng sanh, đại ăn xá luôn. Thì mà nếu mình làm cái gì không phải đó là mình quy y rồi là Đức Ngọc Hoàng xá tội, xá tội hết, thì trả tội. Nói còn một lúc sau con tu đặng có hưởng nhờ, gặp giảng kinh trần cứ làm nơi, chồng con chuyển giống ti hưởng nấy, địa ngục cũng tại tâm là quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên với Phật cũng là tại nó, do nơi cái tâm mình không ngoài cái tâm. Bởi vì ráng mà lo làm hiền, làm lành ráng lo niệm Phật. Người ta thấy người có duyên căn, người không có duyên căn nó khác nha. Bởi vì ông nói con Phật, Phật giác, con ma, ma bắt, con quỷ dữ, quỷ diệt. Chân thẳng chân dụng Phật ngày xưa dạy bảo người thân, nay mắt nạn dùng dùng khói bỏ, tu nhân đạo tận thâm hay rõ, tu gia trì tu nhỏ tu nhân, tu quốc dương cho Phật ngày thế, tu bố thí là quen với thánh, tu tánh hạnh cầu an bá tánh, tu đặc đường tỉnh thị, tu vết thương giống thị chơi tiền, tu tham của tu đường địa ngục, tu cần kiệm gia đường phú túc,
tu ghét ghen mới tu chút công cùng, tu hiếu nghĩa bao trùm tiến thắng, tu làm vị Phật trời lưỡng tánh, tu quỷ ma chẳng chạy tính chẳng khỏi tay, tu thi ân mới được lâu dài, tu phước đức ấy là phương tiện, tu nhẫn nhẫn chinh đừng thưa kiện, tu hư giận chữ thôi thôi, tu trong tâm đừng ảo ngoài môi, tu nhân nghĩa lễ nghi chí chính, Phật bài để Phật đâu có tính, nhân bất tri bất giác bất thông, con người không tìm thì không có hiểu được, không có chi kinh sách là bất giác, mà chữ bất là nó không có, nó không có thông, nhân bất tri bất giác bất thông rồi. Phải ráng tìm coi, ráng làm hiền làm đàng. Bây giờ cái không có gì bằng niệm Phật đó, tu hiện đó, nói cho nhiều cũng rất có nhiều chứ không, đến cái này phải niệm Phật phải tu. Cái người tu có duyên căn với nhiều tiền kiếp với Phật pháp, còn không có nhiều tiền kiếp không tu đâu. Nói rồi thì phủ rồi, biết nhiều khi không biết gì hết. Có thiện căn mới sớm đại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chúng cuộc. Có căn duyên sâu. Mà hai nữa đó, anh em đồng đạo ở đây nè cũng thương tất cả anh em lắm. Ai mà biết tu hiền làm lành nó giữ ta thương, rồi trao đổi đạo đức cho, bàn qua những kinh sách, bàn với lĩnh đặt coi chân lý, lậu cơ trời thiên lý về đó, thấy đời ta cũng thiết thất. Với các bài thiên lý ta là chiến tranh ngoại quốc hàng hà bị dân, cũng bị danh đợi xe lai trình địa, mới tránh gần thôi chỉ cùng nhau coi thấy mà chẳng đến đâu, tranh cùng với đại trình nào mới thôi. Hạ quân đau khổ chết ôi, tu sao cho được qua đồ trong gai, lo bổn phận thảo ngay dữ dẻ, trần lập đời không thẹn tấm thân, lo trao dồi đảo nghĩa đi. Tu không tu cũng không mời thỉnh, mặc tình ai giống thỉnh ai chết, có bổn phận gì rất với ông thợ trong nó. Tu không có mời tỉnh, còn mình ở đây thì ổng cái dáng truyền bá tính lành, nói cho đời hiểu rõ tính kinh danh công đức Phật từ bi vô lượng, đồng dẹp bớt cặp thức sắc tướng, lo chánh hưng Phật pháp mới là, nói cho đời hiểu Phật thức ca, lòng tự giác trả thân thành đạo. Ta chẳng phải hoàn toàn thông thạo, nhưng phân cùng bổn đạo ta gần, có một điều già trẻ ăn cần là phải biết nguyên nhân Phật giáo. Hồi thế kỷ phản công thứ sáu, trước kỷ nguyên tây lịch thời xưa, pháp giáo giáo xưa biệt lập tan thừa, ở Trung Quốc nhà Châu Chiêu Đế, bên Ấn Độ Tỳ Ca thành La Vệ, có đức vua Thịnh Phạn nhân từ, khắp thành dân loạn nghiệp an cư, trên chúa thẳng tôn ai phò tá, đức hoàng hậu Ma Gia phong nhã, sắc đẹp giường ngọc tốt quá cừ. Một hôm kia vẻ mặt vui tươi, đứng trước vệ sâu cùng tánh thượng, rằng thần thiết nhà ơn chúng hưởng, của hoàng gia cũng được chính qua, kể từ đây trước muốn án nhà, dưỡng tâm trí dành lành ra thế trượt, vua hồng sao đóng bước chỉ từng người ý hiệp cấp đầu, có một điều ở chốn đóng đầu, tập đức tánh phan dung đại độ, tránh tất cả những điều thô lỗ, chẳng ưa gần kẻ bạo ngang tàn, thiếp cúi đầu ngưỡng vọng thiên nhan, phê cho thiếp những điều chúng ấy. Vua nghe xong vội vàng đứng dậy, bèn chỉnh ý tỏ ý bằng lòng, bà tấu thêm ở trước đền đồng, xin thánh thượng quan dung kẻ con đồng yêu dân nhất, nghĩ như con đỏ tội giảm tha, đó trách tâm tiệt thấy dân nghèo trong lúc đạo điên, lấy đức rộng bổ trong bá tánh, vua hứa chịu giúp người đau bệnh, bà vui về cúng điện nghỉ hồn, đêm trăng thanh gió mát thảnh thơi, tiết hòa thuận khắp nơi quá nở, đức hoàng hậu trong lòng hớn nở, vết chiêm bao bà thấy lạ lùng,
Bạch Thượng Từ ở chú không chung, bỗng ta xuống mình bảo là vừa tỉnh giấc mới tiếng mới lạ, khắp phùng qua thơm nước mùi hương. Không lẽ ông bác hai đọc giảng, đọc cho con nghe vậy, cái đọc hết chân cái quyển năm đó thuộc luôn. Nhưng mà để nhắc như vậy đó, con thấy đó, các vị mà hòa bàn hoàng hậu mà còn phải tu, chứ họ nói với mình đây nói phải. Còn ông sĩ đặt ta đó, lìa cha già để vợ để con, cái thân chẳng xá sông phá bờ bụi, ngày thở ấy đến 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì, trải bao phen lao khổ trước khi sau này đến rạch ni liên thiền, thấy cổ qua cảnh bắc than phiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên nước đạo gần đất ma dương theo thấy, dùng thần thông nhị lực giải thoát, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn. Ngài lần bước phô trương độ chúng, ngài đèn xét ở trong Phật chúng, các chúng sanh đều có như ta, mình cũng như ổng, tại mình mê. Đi đi ra đâu vậy? Lại trình về.